Rồi sẽ giải cả các bạn người sẽ thực hiện mà chào thổi kẹo bao bóng beta bôn. Rồi tôi sẽ bắt đầu. Cái này thì tôi thấy mẹ rồi, mẹ thấy em đẹp không? Bye bye, con to hay con bé anh đó? Cái gì? Bẻ miếng con to hay miếng bé này? Bé. Đẹp gì quá? Thử băm ra. Ai băm được vừa thì mình băm đi chứ làm gì? Không thái đúng rồi. Tôi muốn giới thiệu video này cũng như là để dạy các bạn cách thổi bong bóng. Cam canh ấy, mùa làm thì con phải mua mấy cân. Cái cam canh ngon rồi ngon. Biết rồi. Giá kia 20 gram thì phải 5 chỗ. 5-6 để chỗ. Và các bạn thích hãy bấm like và đừng quên chia sẻ với bạn bè nhé. Hãy ủng hộ tôi. Nếu video sau tôi sẽ giới thiệu về các động lực và các bạn tôi bảo hãy làm video mới đi, hãy làm video mới đi. Hôm nay vẫn đào đang học sinh, vừa gọi điện năm qua cân nhầm, hôm qua cân nhầm là 22, hôm qua là 23, hôm nay 24 rồi. Một lần cuối cùng thôi các bạn. Cô làm gì ở cổ này? Cô làm gì ở cổ này? Đeo gì? Bye.